lúc đấy thì em không chỉ riêng tham dự với tư cách là tổng lãnh sự mà lúc đấy cũng tham gia dịch luôn đấy cho ngài để dễ hiểu với nhau đấy. Và chúng tôi rất là phấn khởi khi mà hai lãnh đạo đã đề ra cái phương hướng để hợp tác tháo gỡ khó khăn đó. Tuy nhiên do đại dịch thì mọi thứ chúng ta đã biết là nó đã bị hoãn đấy. Liên quan đến thứ bảy cà phê thì em vừa báo cáo anh em là để tuần tới khi nào cứ ổn định một chút nữa đấy, tuần tới thì cả nhà em sẽ sang đấy được phép ngồi ăn sáng với anh em mà đấy. Tuần tới là đi Vũng Tàu rồi, thứ bảy tuần tới. Thứ bảy tuần tới. Còn tuần này thì được. Thứ bảy là mình ôm mầm muốn nghỉ. Ôm mầm mình tổ chức luôn nè. Tổ chức luôn đấy. Có kết hợp với doanh nghiệp không? Không đúng không? Không, doanh nghiệp là tổ chức riêng. Doanh nghiệp là gì? Thì sao? Tuần sau nữa. Không, em yên thế này. Em sẽ nói tiếp là cái thứ nhất trong vấn đề gì, thứ bảy này cũng được. Ngày sau, anh tự ngày sau đi mà xong thì chương trình là bố lấy những ai tập breakfast chút này không anh? Ok, thứ bảy này chốt thế này trước. Còn liên quan đến ba sự kiện kia thì bây giờ em nghĩ thế này là do ngày 24 tháng 6 là ngày kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đấy, công chia đó. Chúng ta thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1967. 1967. Đấy, cho nên là 24 tháng 6 này là kỷ niệm 53 năm qua ngày quan hệ thiết lập quan hệ ngoại giao. Thì chúng ta nên cân nhắc và chúng ta nên tổ chức vào dịp nào cho nó vừa là kỷ niệm vừa là đúng rồi đấy và nó quy mô nó rồi một chút. Tuy nhiên là nếu mà đến lúc đấy thì cái chính phủ của mình có thể gỡ bỏ nhiều hơn, mình có thể có cuộc gặp nhiều hơn 20 người chẳng hạn, hoặc là thế nào cũng chỉ là ý kiến thôi, hoặc là anh có ý kiến là lúc đấy thì mình tổ chức gì khác nữa chẳng hạn. Đấy, còn việc để 10 doanh nghiệp ngồi với nhau thì nó cũng không là vấn đề gì đấy, chúng ta có thể xây dựng trong tháng năm cũng được đấy. Tuy nhiên là đây là em chỉ muốn chia sẻ là chúng ta có nên và mọi cuộc gặp thì chúng ta nếu bây giờ nhà nước Việt Nam vẫn cấm là quy tụ quy tập hơi dưới 20 người đúng không ạ? Bữa nay là 50 người rồi. 50 người rồi à? 50 người rồi thì cũng đỡ hơn. Đấy. Cho nên nói 30 còn trong cái hội trường.